Cơn lốc xoáy xảy ra khoảng 11 giờ trưa 18 tháng 11 năm 2018 ở xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã làm sập một căn nhà và hơn 100 căn nhà khác bị tốc mái. Lốc xoáy xảy ra bất ngờ và hầu hết cửa nhà dân đều không đóng nên thiệt hại rất nặng. Cơn lốc này chỉ đi qua trong vòng 10 phút nhưng đã để lại cảnh tượng tan hoang, tôn bay tứ tung, dây điện trung thế và dây cáp điện thoại bị đứt. Giờ chồng đang ngủ á, cơn lốc đi qua nó sập hết tất cả nhà tôn rồi bay luôn. Thiệt hại nói chung là gần hết. Không bao nhiêu tiền? Chắc khoảng tầm trên dưới 100. Trong cơn lốc xoáy bất ngờ, rất nhiều người không kịp trở tay, họ đã phải cố gắng tìm chỗ ẩn nấp. Cái lúc xảy ra là hai đứa con là nấp ở đâu? Hai đứa con là nó đang ở nhà trước rồi nghe gió mạnh rồi nó chạy ra nhà sau nữa rồi nó chạy ra nhà tắm. Rồi nó chạy ra nhà tắm nó ở rồi. Là đứa mấy tuổi với mấy tuổi vậy? Cái đứa lớn là 16 tuổi, cái đứa nhỏ là 12 tuổi. Sau khi lốc tan, người dân dọn dẹp lại đồ đạc và nhà cửa. Đại diện chính quyền địa phương cũng đến khu vực bị thiệt hại để thống kê thiệt hại, chỉ đạo khắc phục. Công điện thì chỉ đạo thì nên điện đang khắc phục công việc. Cây ngã thì ảnh hưởng cho công việc. Công cộng thì thiệt hại, trạm y tế cũng bị tốc mái, hiện giờ thì chỉ đạo lực lượng đang khắc phục lại trạm y tế và hội trường của ủy ban xã. Hiện việc khắc phục hậu quả lốc xoáy vẫn đang được khẩn trương triển khai.